Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, va chạm giao thông luôn là điều mà không ai mong muốn, nhưng có những vụ xảy ra khá hài hước, khiến người chứng kiến không khỏi bật cười. Thậm chí có cả những vụ việc xe máy lao cả vào nhà dân trước sự ngỡ ngàng và hốt hoảng của chính chủ nhà. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Phì cười trước pha phản ứng võ lâm của người đàn ông trước vụ tai nạn bất thình lình. Có thể nói đối với nhiều người học võ thì tinh thần thượng võ đã ăn sâu vào máu, và trong tình huống trớ trêu dưới đây thì có vẻ tinh thần này được sử dụng không đúng nơi đúng lúc lắm thì phải. Theo clip, có hai người đàn ông đang ngồi trong một nhà hàng. Bỗng nhiên một người phụ nữ đi xe máy bị mất lái đã lao thẳng vào nhà hàng, đâm vào cửa sắt. Phải sau nhiều giây định thần, sau sự xuất hiện bất thình lình của người phụ nữ, những người trong nhà hàng mới tiến lại gần hỗ trợ người gặp nạn. Cư dân mạng kịp thời đau hộ người phụ nữ không may thì ai nấy đều phải bật cười khi thấy phản ứng của người đàn ông đang ngồi gần đó. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cư dân mạng. Đa số mọi người đưa ra những lời bình luận hài hước, dí dỏm về phản ứng của người đàn ông trước vụ tai nạn. Cư dân mạng sau khi xem xong đoạn clip còn hài hước bình luận: ông anh áo trắng chắc đang cầm bí kíp võ công nên sợ bị giang hồ truy sát, bản thân luôn trong tư thế phòng thủ đây mà. Đứng tấn mười mấy năm trên thiếu lâm mới xuống núi, nuốt chưa được cốc cà phê lại phải bắt anh giật mình đứng tấn tiếp thế này, ngại quá, chẳng hay vị huynh đài này là trưởng môn của môn phái nào mà võ công cao cường quá. Không có gì đâu, chỉ là đi cà phê thôi mà đại ca. Xuống tấn nhanh quá nha, chắc bị cướp nhiều quen rồi phải không? Cười không nhặt được mồm lên nữa, xin lỗi chị áo xanh nha, nhưng em đang buồn mà xem clip cười bò luôn đấy. Thân thủ của ông anh được đấy, tuy nhiên chân có phần hơi loạng choạng, thử thách lần này thôi, sau là làm thật đó. Nhìn quả đâm xe không buồn cười mà nhìn vị võ sư buồn cười quá, giữ thế 5 giây mới đánh giá xong tình hình. Không biết khi chiến đấu, võ sư có kiểu đánh một đòn rồi chờ 5 giây mới đánh tiếp không? Phản ứng không biết nên khóc hay cười của thanh niên khi thấy tai nạn. Nhảy đi, tăng 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 tăng. Theo camera an ninh trong một cửa hàng ăn ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn cho thấy, trong lúc cửa hàng đang có nhân viên đi lại dọn dẹp thì bất ngờ một chiếc xe máy chẳng rõ từ đâu đến lao thẳng vào cửa hàng. Cú đâm khá mạnh trúng một người phụ nữ khiến người này ngã xuống đất, may mắn không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Trong khi đó, nam thanh niên đứng bên cạnh vài bước chân may mắn không sao. Thế nhưng phản ứng đầy bàng hoàng xen lẫn hoảng sợ của nam nhân viên quán khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười. May mắn là vụ tai nạn không gây thiệt hại gì về người. Theo người đăng tải clip chia sẻ, thì thời điểm xảy ra sự cố, xe máy của một người đàn ông bị chết máy. Ông này vừa dắt xe đi bộ vừa cố gắng tìm cách sửa, khởi động lại xe. Và điều không may đã xảy ra, xe máy bất ngờ nổ lại được rồi bay veo luôn vào quán ăn bên đường. Sau sự cố, chiếc xe máy của người đàn ông có thể khởi động lại bình thường, tuy nhiên ông ta hẳn sẽ phải mất thêm một khoản phí để đền bù cho cửa hàng. Bên cạnh đó còn làm cho anh nhân viên của quán hốt hoảng đến bàng hoàng, khiến cư dân mạng cười không nhặt được mồm rồi. Nữ ninja phi vào nhà dân ven đường theo cách bất ngờ khiến gia chủ không kịp trở tay. Có ai ở nhà không ạ? Em tới mua quần áo đây chị ơi. Cửa mở à? Để em phi vào luôn cho tiện. Theo clip, tại một ngôi nhà được cho là cửa hàng bán quần áo online, có một người phụ nữ đang ngồi gần cửa bấm điện thoại, bên cạnh là chú chó nhỏ xinh. Bỗng nhiên từ bên ngoài, một người phụ nữ mặc áo vàng đi xe máy tay ga lao tới. Chiếc xe chồm lên leo qua cầu sắt dùng để dắt xe máy vào nhà, phi thẳng vào trong nhà. Nữ tài xế bị hất bay lên rồi rơi bịch xuống sàn nhà, bên cạnh là chiếc xe máy vừa đổ xuống giữa nhà. Người phụ nữ chủ nhà và chú chó giật mình khi bỗng nhiên có vị khách không mời ghé thăm theo cách đặc biệt. Thật may cả hai đã phản ứng thật nhanh nên đã tránh được thiệt hại về người. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận của cư dân mạng. Nhiều người hài hước bày tỏ sự khâm phục dành cho nữ tài xế xe máy khi đã có thể tạo ra một tình huống ngã xe có 102 này. Đúng là Ninja Lead chưa bao giờ làm chúng ta phải thất vọng. Xin lỗi vì không thể nhịn cười, đúng là xui thì ngồi trong nhà cũng tai nạn giao thông mà. Phải nói là cười nội thương mất thôi, đúng là ngã rẽ bất ngờ. Người thành công thường có lối đi riêng là đây chứ đâu nữa. Cô gái bán hàng trong quầy bất ngờ được khách lạ ghé thăm, ngồi im tình yêu sẽ tới là có thật.
Tiếp tục là một màn ghé thăm đầy bất ngờ và ngỡ ngàng trên con mắt của gia chủ. Đúng như người ta nói, ngồi im rồi tình yêu tới là có thật đây này. Không tin thì xem clip dưới đây mà xem. Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ngay sau đây đã khiến cư dân mạng cười rớt hàm bởi tình huống hài hước của vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại một cửa hàng bán điện thoại và thiết bị điện tử. Theo clip, tại một cửa hàng bán điện thoại và thiết bị điện tử, có một người phụ nữ đang ngồi phía sau tủ quầy. Bỗng nhiên từ bên ngoài, một vị khách không mời mà tới. Anh lao xe máy từ ngoài đường phi thẳng xe vào tủ quầy. Cú đâm xe máy nhanh và bất ngờ khiến tài xế lộn nhào lao một vòng hẳn vào trong góc quầy hàng, kéo theo nữ chủ nhà ngã nhào xuống đất. Tình huống hài hước đã thu hút sự chú ý của dân mạng, nhiều người vui vẻ trêu đùa. Chắc tại chị bán hàng xinh quá, anh không làm chủ được bản thân rồi. Đang ung dung trên trời tự nhiên ghé vô đây chơi theo phong cách có 102 để xem bà chủ đón tiếp sao nè. Chỉ có cách này mới tiếp cận được người đẹp thôi, nhìn họ đau mà mình vẫn buồn cười quá. Khách không mời mà tới, lại còn kéo theo bà chủ nhà ngã nhào ra nữa, tính ngay lý gian nếu ông chủ bất chợt trở về. Cô gái lao thẳng vào nơi định mệnh sau màn đánh lái tránh ô tô giữa đường. Tránh ô tô đang đỗ trên đường, cô gái dưới đoạn clip sau đã có một pha xử lý vô cùng đi vào lòng. Đi vào lòng một nơi vô cùng định mệnh, đến nỗi cư dân mạng có vẻ thốt lên. Khéo gì mà khéo thế cơ chứ? Theo đó, đoạn clip dài 15 giây được cắt từ camera an ninh hiện trường đã ghi lại toàn bộ vụ việc. Thời điểm này, một cô gái điều khiển xe máy đang đi trên đường thì bỗng nhiên bẻ lái đột ngột để tránh một chiếc ô tô dừng sát lề đường. Có lẽ do cú bẻ lái bất ngờ nên cô gái đã mất kiểm soát, đâm thẳng vào ba chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè. Điều giờ khóc giờ cười là nơi cô gái phi như bay vào lại là cửa hàng sửa xe máy. Ba chiếc xe máy đang dựng trước sân kia đang được thợ sửa xe chăm chút sửa chữa. Cú đâm mạnh khiến cả bốn chiếc xe đổ ngã, văng chỏng chơ mỗi nơi một chiếc tan tành. Cô gái gây ra tai nạn giữa đống xe va chạm, rất may người ngợm không bị thương nặng. Còn thợ sửa xe ngồi cạnh đó cũng bị giật mình ngã lăn ra đất. Dù biết tai nạn là điều không may xảy ra, nhưng màn phi xe đúng người đúng thời điểm này khiến nhiều người xem không nhịn được cười. Do biết không có thương tích về người mà chỉ thiệt hại kha khá về của, nên đông cư dân mạng đã để lại bình luận trêu đùa hài hước. Nhìn buồn cười quá, anh thợ sửa xe không dưng sửa thêm mấy lần nữa. Cú ngã đúng người đúng thời điểm, tiện đây anh báo giá luôn em 4 cái xe hết nhiêu. Một xe sửa chẳng nhiều tiền, 4 xe cùng sửa cho nhiều tiền hơn. Xin lỗi vì đã cười trên nỗi đau của cô gái, nhưng mình không nhịn nổi, xem đi xem lại vẫn buồn cười đau cả bụng. Ý kiến của các bạn như thế nào về tình huống giao thông dở khóc dở cười nói trên? Đừng quên để lại bình luận ở phía dưới cùng chúng tôi nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.